Các bạn ơi, giờ mình nói một phần, mình sẽ mời các bạn ăn cùng mình nhá. Đây, rau sống này. Đấy, đây bát ta bún cua này. Đấy. Mắm tôm đây, không thiếu gia vị mắm tôm các bạn nhé. Giờ thì mình mời các bạn ăn với mình nhá. Chim Vũ xin chào các bạn nhé. Thì ngày mới Chim Vũ xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và an lành trong cuộc sống nhé. Chim Vũ lại vào bếp nấu món ăn. Chim Vũ sẽ mời các bạn cùng vào bếp với Chim Vũ nhé. Hôm nay Chim Vũ sẽ mời các bạn cùng vào bếp với Chim Vũ. Thì hôm nay Chim Vũ sẽ nấu món bún riêu cua nhé các bạn nhé. Thì hôm nay mình có một cái mâm gọi là thực phẩm để nấu bún riêu cua. Đây là cái cua của mình đã giã rồi đấy, nhưng mà mình chưa nọc đâu đấy. Thì hôm nay mình nấu cái nồi nước bún riêu cua này thì mình có xương đây này, một cái xương chân giò này, đây là còn đĩa này là đĩa mộc nhé các bạn nhé, đây là đậu này, giò này, trứng này, cà chua này, hành tỏi này, rồi các cái gia vị để nấu thì có hạt nêm, đường, mắm và mì chính nhé. Để còn chút nữa thì mình sẽ lấy một chút muối hột để mình cho vào cái cua. Đấy. Không thiếu mắm tôm các bạn nhé. Rồi mình có cả dầu hạt điều, dầu điều đây. Đấy, mình có dầu điều để làm màu nhé. Còn đây là rau sống này. Thì hôm nay cái mâm này mình sẽ nấu một nồi bún riêu cua nhé các bạn nha. Bây giờ mình mời các bạn vào để nấu cùng mình nha. Cái cua này các bạn nhé, mình sẽ cho nước vào. Cái này thì mình sẽ đã rửa tay rồi, thì cái này mình phải sử dụng bằng tay thì mình mới biết được cái nào là nó là thịt và cái nào nó là cái chân cẳng của nó nhé các bạn nhé. Cái này mà làm bằng tay bao thì găng tay thì mình không thể biết được cái thịt của cua nó ở đâu như thế nào, nó nổi như thế nào các bạn. Đây các bạn nhìn cho nó đặc như thế này. Thế rồi mình sẽ vắt vào đây. Đấy, vắt cái càng vào đây thì mình mới nó mới nổi được cái thịt cua của mình nè nhiều hơn. Đây các bạn, khi mình nọc cái càng to ra để thịt nó dày thì mình sẽ nọc bằng cái, đầu tiên là mình sẽ nọc bằng cái rổ mắt to là trước á, cho nó xuống cái thịt. Giờ thì mình sẽ nọc xong một lần rồi các bạn nhé, lần hai nữa. Bây giờ mình sẽ nọc cái lần này vào son, những cái nổi đây là thịt của nó nhé các bạn nhé. Bây giờ mình đã nọc xong cua rồi, giờ mình cho nên mình nấu nhé. Thì bây giờ mình sẽ cho chút muối vào nhé, để mình muối đều lên cho tan muối ra nhé. Là nơi nồi nước cua của mình đã nổi lên như này đây này, thì giờ mình sẽ hớt dầm nó đi nhé. Ôi, các bạn nhìn này, đấy. Mình sẽ cho vào đây. Giờ mình sẽ cho chân giò ở đây để mình ninh nhé.
cho một chút đường với hạt nêm vào. Mình cho chút hành vào nữa. Và mình sẽ cho đều vào. Thế ra mình sẽ cho vào đây. Các bạn nhìn này, và thì mình cho lên tay mình hóc nhé. Các bạn ơi, cái phần xương này mình đã ninh, đã gọi là nhũn rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ cho huyết heo vào nhé. Mình sẽ cho đậu vào nhé. Đây. Mình cho đậu vào rồi, mình cho huyết heo vào rồi, thì giờ mình sẽ cho các gia vị vào nhé. Đây là hạt đường này, hạt nêm này, đây mắm này. Giờ thì mình sẽ cho cái dầu hạt điều vào để cho nó có màu nhé các bạn nhé. Cho mình hớt xong bây giờ thì mình sẽ cho cái dầu hạt điều vào. Đây, mình cho đây vào để cho nó có màu. Cho dầu hạt điều vào nhé, là nó có màu ngay các bạn ạ. Giờ thì mình sẽ để âm mỉ các bạn. Giờ thì mình sẽ đi phi cà chua lên nhé các bạn nhé. Mình cho dầu điều này. Dầu điều mình phi cà chua thì nó lên màu đấy các bạn. Giờ mình sẽ cho hành vô, cho tỏi vào đây để phi. Mình khi đã cháy cạn rồi thì mình sẽ cho cà chua vào nhé. Các bạn ơi, mình cho một nửa đấy nhé. Cà chua mình thái muối sau nhé. Đấy, còn một nửa thì mình sẽ để lại chút nữa mình cho vào sau nhé. Và mình khi như này đã. Mình đã xào xong cà chua thì giờ mình sẽ cho vào xông ninh nha nhé các bạn nhé. Đây, xông ninh của mình đây. Thế mà đầy son đấy các bạn ơi. Thế là cái son riêu cua của mình đã được rồi các bạn ơi, giờ thì mình sẽ sắp ra để mời các bạn ăn nhá. Các bạn ơi, giờ mình lấy một phần mình sẽ mời các bạn ăn cùng mình nhá. Đây, rau sống này. Đấy, đây bát ta bún cua này. Đấy. Mắm tôm đây, không thiếu gia vị mắm tôm các bạn nhé. Giờ thì mình mời các bạn ăn với mình nhá. Các bạn ơi, một hồi thì giờ mình nấu xong rồi thì mình mời các bạn ăn cùng mình nhé. Thì đây bún riêu cua nhưng mà không thiếu mắm tôm các bạn ạ. Giờ mình sẽ cho một chút mắm tôm vào đây nhé. Giờ mình cho rau sống vào các bạn. Giá này, rau muống này, hoa chuối này, wow.
cho mắm tôm vào ngoài các bạn. Như thế cũng ngon các bạn. Nóng. Ngon lắm. Nó đậm đà các bạn. Các bạn ơi, thế là một hồi mình đã nấu cái xôi riêu cua thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn. Thì bây giờ mình xin tạm dừng video ở đây. Để các bạn xem video, nhớ cho mình xin like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mình xin hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Xin chào.